Xin chào tất cả các bạn đã đến video clip chuyên hướng dẫn về dưỡng da và làm đẹp của Lê Thị Tân Uyên. Hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn các bước dưỡng da đơn giản mà Uyên hay sử dụng. Đó là đầu tiên Uyên sẽ sử dụng gel tẩy tế bào chết trà xanh nha. Một tuần thì 1 đến 2 lần tẩy tế bào da chết nha mọi người. Đây bằng tinh chất trà xanh nha. Thương hiệu Dr. Petit, đó là một thương hiệu rất là uy tín ở bên hãng Hàn Quốc nha mọi người. Đó, mỗi tuần ha mọi người nhớ tẩy tế bào da chết trên toàn bộ khuôn mặt của mình nha. Đó, bằng sản phẩm tẩy tế bào da chết dịu nhẹ này. Và tiếp theo đến thì các bạn sử dụng đến sản phẩm sữa rửa mặt Dr. Petit ha. Sản phẩm này cũng rất là dịu nhẹ cho da. Đó, sau khi các bạn đi ra đường ha thì nó sẽ tẩy sạch những tế bào da chết ở trên da mặt của mình nha, và bụi bẩn đó. Mỗi ngày các bạn có thể sử dụng sáng và tối ha. Đó, sau tiếp theo thì các bạn sử dụng đến nước tẩy trang tinh chất trà xanh Innisfree. Bên Uyên đang sử dụng hai loại, đó là tinh chất trà xanh Innisfree và sản phẩm là tinh chất nước dừa nha, và nước khoáng Microcell. Tinh chất trà xanh Innisfree này rất là dịu nhẹ cho da nha mọi người. Đó, những bạn có làn da nhạy cảm thì sử dụng, còn những bạn da bình thường thì sử dụng cái sản phẩm Microcell nè, tinh chất nước dừa tươi và nước khoáng nha mọi người. Hàng chuẩn của Hàn Quốc ha, một chai 500ml. Đó, Uyên đã xài hết một khúc rồi đó mọi người thấy không. Đây bây giờ thì Uyên dùng đến cái bông tẩy trang đó, Aura này nha mọi người. Rất là dịu nhẹ cho da, mềm mượt cho da lắm. Bông tẩy trang này ha, nó sẽ kết hợp với cái sản phẩm tẩy trang á, và sẽ lấy đi những tế bào da chết, những cái những chỗ nào mà mình khó tẩy trang, nhất là những chị em nào hay trang điểm á, thì nên sử dụng sản phẩm tẩy trang nha, mỗi ngày nha. Đó, Uy cũng đang sử dụng nè, mỗi ngày sản phẩm tẩy trang này. Đó, mọi người thấy không, cái đầu cái chai nước tẩy trang này rất là dễ nha. Chỉ cần nhấn vào như thế này là mọi người có thể lấy được cái nước để mà tẩy trang nha. Và các bạn lấy tẩy trang này trên toàn bộ khuôn mặt của mình nha. Đó, trên trán nè, trên cằm nè, đó, trên miệng nè, đó, trên mũi nha mọi người. Đó, và cổ nữa, mọi người nhớ tẩy trang cho toàn bộ khuôn mặt nha. Đó, nhớ tẩy trang đều giúp cho Uyên để mà nó lấy ra hết toàn bộ những chất dơ bụi bẩn mà sữa rửa mặt hay là những cái tẩy tế bào da chết không lấy ra được, thì cái sản phẩm tẩy trang này sẽ lấy ra cho mình nha. Lấy ra sạch sẽ luôn, mọi người thấy không, nó rất là dơ nha. Bông tẩy trang của Uyên nè, đó, Uyên làm từ mắt nè, đó, cằm nè, đó. Và các bạn ơi nhớ nha, nếu mà các bạn muốn kỹ hơn nữa, tẩy trang nữa, thì các bạn nè có cái sản phẩm nè Innisfree tinh chất trà táo nha mọi người. Đó, nó sẽ tẩy trang riêng cho vùng mắt và vùng môi của mình. Đây, Uyên sẽ lấy ra một ít và tẩy trang cho mắt và môi nha. Đây là cái chai này là tẩy trang dành riêng cho mắt và môi nha mọi người. Đó, nó có tinh chất dầu ở trong đây nha mọi người. Tinh chất dầu ở trong đây nên là nó sẽ tẩy đi những cái chỗ mà khó lấy ra nhất, đó là mắt. Nhiều khi mình trang điểm màu mắt này, màu mắt kia, và môi mình sơn những cái màu son môi lâu trôi đó, thì các bạn dùng cái chai tẩy trang này nha. Đó, nó sẽ lấy ra sạch sẽ cho mình luôn. Đó, nếu mà các bạn dùng những cái sản phẩm mà môi á, mà son dưỡng môi mà lâu trôi đó, 6 đến mười mấy tiếng đó, thì nó rất là khó ra, thì cái sản phẩm tẩy trang này đặc biệt dành riêng để tẩy cho mắt và môi nè, các bạn thấy không, nó ra sạch sẽ luôn nha mọi người nha. Và rất là dịu nhẹ cho làn môi, có cung cấp độ ẩm cho môi, không có sợ khi mà mình tẩy ra thì cái môi mình nó sẽ bị khô nha, không có sợ nha mọi người. Đây mọi người thấy không, rất là dơ luôn. Khi mà dùng tẩy trang ra rồi thì mọi người mới thấy Uyên đã rửa mặt thiệt sạch rồi mà khi sử dụng tẩy trang nó vẫn còn dơ. Mọi người thấy nó rất là cái độ bám nó rất là dai, thấy không? Đó, các bạn dùng sữa rửa mặt không cũng không ra hết được nha. Nhớ là dùng thêm tẩy trang nữa để mà nó mới có thể ra được sạch sẽ những cái mảng bám ở trên da mặt của mình nha. Đó, đó, đây là những cái sản phẩm tẩy trang mà Uyên uy tín và Uyên đang dùng, đó là Innisfree, thương hiệu của Hàn Quốc và hãng Lineage Water, cũng của Hàn Quốc luôn. Đó, hai loại tẩy trang mà Uyên đang sử dụng đây nha mọi người. Đó là những cái loại tẩy trang mà Uyên đang yêu thích sử dụng mỗi ngày nha mọi người. Đây mọi người thấy không, nó đẩy ra rất là dơ trên da mặt của các bạn.
Vì sao mà da mặt của các bạn dưỡng kem hoài mà không có được đẹp thì là do là mình không có tẩy trang mỗi ngày nha. Bây giờ tiếp theo, khi mà tẩy trang rồi thì Uyên lại sử dụng tiếp đó là sản phẩm nước hoa hồng kết hợp với lại tinh chất serum nha. Khi mà Uyên dùng cái chai này rồi thì giống như là 2 trong 1 vậy mọi người, là vừa có tinh chất hoa hồng và có serum luôn. Nó làm giúp cho cân bằng độ ẩm cho da, giúp se khít lỗ chân lông, làm căng bóng nha cho làn da. Sau khi mà mình dưỡng, chỉ cần dưỡng cái bước đầu tiên xong là các bạn sẽ thấy da mềm mướt và căng bóng da liền luôn, ngay tức khắc luôn. Chỉ cần một bước đầu tiên thôi đó, không cần nhiều. Và sau đó khi mà các bạn sử dụng xong rồi, các bạn sẽ cảm thấy da mình căng bóng, mềm mướt, không có bị khô, không có bị bớt rít sau khi sử dụng cái sản phẩm tại nước hoa hồng Beptis nha, thương hiệu Beptis chuẩn của Hàn Quốc, có kết hợp tinh chất serum luôn nha mọi người. Đó, nên vì sao mà khi Uyên sử dụng xong nè mọi người xem nha, da của Uyên sẽ rất rất là căng bóng nha. Đó, căng bóng và mềm mướt khi mà sử dụng nè mọi người, nhìn kỹ nè. Đó, nó có cái độ bóng nha, đó, rất là mềm mướt chứ không phải là độ nhờn nha mọi người. Nhìn kỹ nha, đó, độ bóng, căng bóng cho làn da sau khi sử dụng nước hoa hồng kết hợp với là serum nha mọi người. Đây là 2 trong 1 nha mọi người nha. Lưu ý, nếu mà bạn nào á phân vân vừa tốn nước hoa hồng vừa tốn nước serum nữa thì các bạn chỉ cần sử dụng cái sản phẩm này thôi, 2 trong 1 này rất là tiện lợi. Sau đó thì các bạn dùng đến bước kem dưỡng da hàng ngày, đó là kem dưỡng da ban ngày màu đỏ nha. Đó, đây là cái sản phẩm Uyên đang rất rất là yêu thích luôn. Đó, và hàng này là hàng chuẩn công ty, thương hiệu của Nhật Meiji nha. Kem màu đỏ, cái hũ màu đỏ hồng này là hũ ban ngày nha mọi người, kem đặc nha. Và ban đêm thì hũ sẽ là màu xanh và chất kem sẽ sệt hơn và màu vàng đậm hơn là so với cái kem ban ngày nha. Bây giờ thì Uyên đang sử dụng là kem ban ngày nha mọi người. Đây, đó, chỉ cần hâm một ít thôi, thoa đều ở trên khuôn mặt và nó sẽ thẩm thấu vào da nha. Nhờ nãy giờ là Uyên đã dùng tẩy trang nè, nước hoa hồng, sữa rửa mặt rồi, đó, các bước rồi, thì khi sử dụng cái kem dưỡng này lên nó sẽ hấp thụ kem dưỡng của Uyên rất rất là nhanh luôn nha, gấp 2 đến 3 lần so với là Uyên chỉ cứ dùng nước rửa mặt thông thường rồi không dùng nước hoa hồng mà chỉ dùng dưỡng kem thì nó cũng sẽ thẩm thấu nhưng mà sẽ rất là chậm so với là Uyên dùng đúng các bước dưỡng da chăm sóc. Thì khi dùng cái kem này lên nó sẽ thẩm thấu vào da Uyên nhanh gấp 2 đến 3 lần và đem lại độ căng mướt và trắng sáng làn da của Uyên. Đó, và lâu dài thì Uyên dùng nó sẽ mờ rõ những cái vết thâm nám trên da mặt nha. Những chị em nào đang bị thâm nám hoặc là bị những cái vết thâm do mụn để lại thì sử dụng cái kem này ha, trong thời gian từ 3 cho đến 4 tuần lễ thì mọi người sẽ thấy cải thiện rõ. Những vết thâm nám trên da là nó sẽ biến mất dần dần nha mọi người nha. Và những chị em nào bị nám nặng này kia thì chỉ sử dụng 1 đến 2 liệu trình ha, và làm theo đúng như những bước mà Uyên hướng dẫn là mọi người sẽ thấy được da sẽ cải thiện và có nhiều người là hết hẳn luôn cả là bị nám. Sau khi mà dùng kem dưỡng xong thì Uyên dùng đến bước cuối cùng và ban ngày, đó là kem chống nắng. Đây mọi người thấy không, đây là kem chống nắng của Hàn Quốc nha mọi người, 3W Linux Multi Protection UV 50 SPF 3+ nha mọi người nha. Đây nha mọi người, lưu ý ban ngày mọi người nhớ dùng kem chống nắng giúp cho Uyên. Sau khi mình dùng các bước dưỡng da rồi thì mình dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da. Dù ở trong nhà hay đi ra ngoài đường thì mọi người cũng lưu ý là dùng kem chống nắng mỗi ngày để nó bảo vệ làn da. Có nhiều chị em nói với Uyên là chị ơi tại sao là em dưỡng kem hàng ngày đều đặn đó, mà tại sao em không có đi ra ngoài đường mà da em vẫn bị nám, vẫn bị sạm và dưỡng da lên cảm giác không có trắng sáng mềm mịn đó. Thì là Uyên cũng khuyên là dù các chị ở trong mát mà các chị ở văn phòng có những cái tia ánh đèn chiếu á, đó UV đó, những cái tia ánh đèn đó, tia bức xạ đó nó chiếu vô da nó vẫn bị ảnh hưởng da nha, dù các chị không ra ngoài đường. Còn khi ra ngoài đường rồi là cái tia ánh nắng, tia UV bức xạ nó sẽ chiếu vào da nó còn hại gấp 2 đến 3 lần. Nên Uyên khuyên dù ở trong mát hay là dù đi ra ngoài thì các chị cũng nhớ dùng kem chống nắng. Giống như là cái bộ phận không thể thiếu
mỗi ngày. Sau khi các bước dưỡng da rồi thì nhớ dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da, dù ở trong mát hay đi ra ngoài nha. Đó, cảm ơn tất cả các chị em đã luôn ủng hộ những sản phẩm bên shop Vinhome.